cả các quý cô xinh đẹp, nếu mà mọi người nghĩ đến những bộ váy để mặc đi ăn tối này, mặc trong những dịp đặc biệt này, thì chắc chắn là chúng ta không thể bỏ qua những bộ váy có tông màu đen, vì mặc màu đen lúc nào cũng rất là thon gọn cơ thể đúng không? Và ngày hôm nay thì Mai Phương sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu váy với hai tông màu, đó là màu be và màu đen. Hai màu này đều là một cái màu mà rất là tôn da của các chị em luôn nhé. Đây là một mẫu váy đến từ thương hiệu Melia, được thiết kế vô cùng cầu kỳ và thủ công với chất liệu tapta, nên là trên bề mặt vải nó sẽ có độ bóng nhẹ như thế này. Và điểm nhấn của mẫu váy này thì như mọi người nhìn thấy đó chính là những cái phần hoa được cắt laser rất là tinh tế này. Ở phía trên thì là laser với cắt hoa màu be. Ở đan sen thì sẽ là có những cái bông hoa màu đen như thế này. Và ở tâm hoa thì sẽ có những cái hạt cườm màu đen hoặc là hạt cườm màu trắng, nhìn rất là đẹp và lung linh luôn. Mẫu váy này thì Phương thấy là vừa kín đáo này, vừa nhẹ nhàng thanh lịch này, mà mọi người cũng có thể là mặc trong rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nếu mà mọi người thích mẫu váy này rồi thì hãy nhanh tay nhé, để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc. Hãy đến và tậu ngay cho mình mẫu váy vô cùng quốc dân này nhé.